Cảm ơn các bạn ghé vào xem những video nấu ăn của Thanh. Nhìn dĩa kim chi thì chắc các bạn đã đoán ra được tại sao có cái tên gọi là bạch kim chi rồi phải không nè? Kim chi không có cái màu đỏ tươi, không có vị cay của tương ớt hay là ớt bột. Và kim chi này được làm với nhiều loại rau củ khác nhau. Khi mà kim chi lên men chua đó sẽ cho ra một cái vị ngọt thanh. Cái vị nó ngon và lạ miệng lắm các bạn. Và miếng cải thảo thì khá giòn. Món này thì con nít và người lớn cứ ăn cay đều ăn được. Xin các bạn thử làm nha. Thử làm để cho biết cái vị nó ngon và khác kim chi mà có ớt bột như thế nào. Như các bạn thấy, kim chi có nhiều loại rau củ trong đó. Khi mà mình lựa mua bắp cải thảo đó, mình lựa bắp nào mà nhìn tươi, không có bị sâu, và khi mình cầm mình bóp vô thấy chắc ở bên trong là bắp đó ngon. Những nguyên liệu mình cần để làm nước ngâm kim chi là có là củ hành, rồi tỏi, một miếng gừng nhỏ thôi các bạn. Và mình cần một trái lê tươi của Hàn Quốc. Kim chi nếu mà thiếu nước trái lê sẽ mất ngon đi. Cho nên các bạn nhớ là đừng có bỏ cái nguyên liệu trái lê nha. Những loại rau cải khác như là ớt chuông, mình có thể dùng một màu như màu đỏ, hay là nếu mình thích cho nó nhiều màu sắc thì mình dùng màu đỏ và màu vàng. Củ cải đỏ thì mình chỉ cần một củ nhỏ thôi. Cái củ này Thanh chỉ dùng có 2/3 thôi. Và củ cải trắng. Cái củ cải này ngoài nhìn xanh và bên trong nó có hai màu luôn, màu xanh màu trắng, nhưng mà nó là thuộc loại củ cải trắng đó. Còn bông hẹ đó, nếu các bạn thích thì có thể dùng loại hẹ thường hay là bông hẹ. Thanh thì thích bông hẹ hơn, vì làm kim chi bông hẹ cứng hơn. Và đây là cái thân cây cải achoy. Người ta đã tuốt hết lá đi bán riêng, và cái này họ chỉ bán cái thân. Thì cái thân cải này nè, mình đem làm dưa rất là ngon. Trong cái video kế Thanh sẽ chia sẻ với các bạn cách làm dưa từ cái thân cải achoy này. Còn tóc tàu á, mình rửa sạch và ngâm khoảng 5 phút thôi. Các bạn đừng ngâm lâu quá nha. Ngâm lâu quá bên trong nó sẽ mềm á, khi làm kim chi mất ngon đi. Mình chỉ cần ngâm vừa đủ để mình dễ sắc thôi. Còn củ năng, nếu như các bạn không có tìm được củ năng tươi trong chợ đó, thì mình có thể dùng cái loại ở trong lon hay trong hộp. Loại nào cũng được hết. Và món kim chi sẽ ngon hơn nữa nếu như mình cho vô hạt thông. Muối thì Thanh dùng cái loại muối để làm muối dưa nè. Mình có thể tìm được cái loại muối này ở trong chợ Walmart. Và để bào củ cải đỏ, quay trắng và thân cây cải đó, mình dùng cái loại bằng bào này. Và có ba cái lưỡi dao đó, thì Thanh dùng cái loại mà vừa. Nó có nhỏ, vừa và to, thì mình dùng cái lưỡi bào vừa đó. Mình có đầy đủ các nguyên liệu để làm kim chi rồi. Và cái khâu đầu tiên mình cần làm là sẽ bắp cải ra làm 4 phần.
Mình cắt cái phần ở dưới phần cứng đó rồi lấy tay mình xé nó ra làm hai. Rồi mỗi phần như vậy đó mình sẽ cắt làm hai một lần nữa. Và khi mình cắt xong á, mình sẽ dội rửa dưới cái vòi nước á, để cho cải nó được ướt từ trong ra ngoài luôn. Mình sẽ rắc muối vào giữa các bẹ cải đó. Mình sẽ làm như vậy cho hết 4 phần cải luôn. Và sẽ để cải ngâm trong thau khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Thì trong thời gian 2 tiếng đồng hồ đó, mình sẽ trở bề cải khoảng chừng 2-3 lần để cho cải nó được thấm nước muối đều hơn. Và trong lúc mình chờ đợi cho cải được thấm muối đó, mình sẽ qua tới cái khâu là mình bào củ cải đỏ, củ cải trắng và cây cải achoi. Cái thân cây cải thì mình cần phải bỏ cái lớp vỏ trước rồi mình mới bào thành sợi. Cái loại cải trắng này nó cứng, nó giòn nhưng mà nó có cái vị nó hơi hăng và cay tí xíu, cho nên mình sẽ cho một chút xíu muối vào và mình để đó khoảng chừng 15-20 phút, sau đó xả nó sạch lại nước muối với nước lạnh. Củ năng mình sẽ gọt bỏ vỏ và xắt thành từng lát trước, sau đó mình xắt lại thành thành cọng. Còn ớt beo đó thì mình có thể dùng 1/4 của ớt màu đỏ, 1/4 ớt màu vàng, hay nếu các bạn thích đó, thì cho thêm nửa trái màu đỏ, nửa trái màu vàng cũng được. Mình xắt xong thì thấy cái cọng nào nó hơi dày á thì mình xắt ra làm hai để cho cọng nó nhỏ lại. Còn tấu tàu thì tùy loại tấu tàu các bạn dùng nha. Cái loại mà Thanh dùng nó cái hoạt nó rất là nhỏ, cho nên mình chỉ cần xẻ nó làm hai và kéo cái hạt bỏ ra là bỏ là được. Và mình xắt mỗi cọng dày khoảng chừng 3 ly. Rồi mình qua tới phần mình xay tỏi với gừng với trái lê và củ hành để làm nước ngâm kim chi. Củ hành thì nếu các bạn không thích cái mùi của hành nhiều quá thì mình dùng nửa cốc cũng được. Nửa cốc cho tới 3/4 cốc củ hành. Còn trái lê thì nếu mình dùng cái trái lê mà nó to vừa vừa đó thì mình có thể dùng được nguyên trái, nhưng mà nếu nó thật là to đó thì mình dùng 3/4 trái lê là đủ rồi. Coi như mình cắt trái lê ra thành miếng nhỏ, mình đông khoảng chừng 2 cốc vuông trái lê là được. Thanh dùng cái máy xay nhỏ thôi cho nên Thanh sẽ xay trái lê
làm hai lần. Trong chậu là cái được xây đầu tiên, và cái Thanh mới cho vô đó là cái được xây lần thứ hai đó. Thì tổng cộng là 5 cốc nước anh cho vào nước kim, cho anh vào làm nước kim chi á, và 2 muỗng canh rưỡi muối. Mỗi lần mình làm kim chi á, độ mặn sẽ ra khác tí, vì còn tùy thuộc vào là bắp cải thảo nặng cỡ nào. Có khi một bắp cải nặng 3 pound 2 ounce, có khi thì 3 pound rưỡi. Và còn tùy thuộc vào cái độ mặn mà cải thảo ngấm cái lượng muối trong suốt 2 tiếng đồng hồ ngâm và khi mình rửa cải nữa. Nhưng cái phần này thì dễ cho mình sửa lại thôi. Khi mình làm xong hết các thứ và qua ngày sau, mình nếm thử nước kim chi coi cái độ mặn có tới hay không. Nếu nước hơi nhạt thì mình cho thêm ít muối nữa. Cái hỗn hợp nước trái lê này sau khi mình cho muối vào đó, mình sẽ ngâm khoảng chừng 20 phút rồi mình sẽ đem đi lượt để bỏ đi những cái lợn cận của trái lê. Mình lượt xong cái hỗn hợp nước trái lê để qua một bên và cho các loại rau củ vào trong một cái thau. Thì Thanh gấp lên là củ cải trắng đã được xả sạch nước muối và được vắt khô ráo. Mình sẽ trộn các thứ đều lên. Cái nguyên liệu cuối cùng mình cho vào là hạt thông và mình trộn lên đều một lần nữa. Cải thảo trong thau là đã được ngâm với muối sau 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình đem ra và cho vào cái thau và rửa cho nó bớt độ mặn đi. Thì mình rửa lần thứ hai nè, và cái lần thứ hai này rửa xong á, mình sẽ vắt cái cho cải nó được ráo. Giờ mình qua cái khâu là cho hỗn hợp rau cải lên trên mỗi bẹ cải thảo. Mình cứ xếp nó đều một lớp rau cải như vậy đó. Lần này làm kim chi Thanh lấy ra 1/4 cải thảo, và phần này cũng làm kim chi nhưng không có hạt thông trong đó. Kỳ này làm có 3 phần cho nên sau khi mà anh châm cái nước kim chi vô đó thì mới thấy cái chậu nó hơi to và rộng cho 3 phần cải.
Thanh lại đem hết ba phần cải đó sang qua cái chậu nhỏ hơn. Thì sau khi mà mình châm cái nước kim chi vô vô trong trong chậu xong rồi đó, mình sẽ đậy nắp và để ở ngoài 2 ngày. Cái chậu kim chi này là đã được ngâm 2 ngày rồi nè. Và Thanh mở ra để coi cái độ chua của kim chi nó như thế nào rồi. Các bạn nhìn cái miếng kim chi thấy ngon không? Quá ngon ha. Thanh rất là thích ăn cái hột thông á. Ăn có cái vị nó ngộ ngộ ngon lắm. Thì Thanh lấy ra 2 phần cải để cắt thành khúc nè. Giờ Thanh ăn một miếng coi cái vị chua ra sao nha. Các bạn nghe mình ăn mà nhai rồi rạo không? Thực sự kim chi giòn và rất là ngon. Kim chi này ăn chung với cơm, thịt hay là cá kho đó, hay là thịt nướng đó, là hết sảy luôn. Bạn nào thích ăn cay thì dầm vô một trái ức hiểm thay vì dùng tương ớt hay là bột ớt làm kim chi của đại hàng á, thì món kim chi ăn sẽ ngon miệng hơn nữa.